thể diễn tả được cảm giác hơn 7 tháng mình mới được lên sân khấu nó như thế nào. Mọi người có tin là Quyên đang có cảm giác như y như ngày xưa bắt đầu Quyên lên sân khấu, Quyên tập tành đi hát không ạ? Y như cái cảm giác như thế. Chúc mừng chúng ta đã gặp nhau đêm nay. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếng nói những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến anh. Vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã dâng trao cho tình. Đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ gì, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau bài, cho phép hát đến giờ nào thì hát đến giờ đấy. Ok. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ gì, mình hy sinh cho ai.